Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 10. Khi Adoni-sedek, vua Jerusalem, hay rằng Giô-suê đã chiếm lấy thành A-hi và tận diệt nó đi, đãi thành A-hi và vua nó như người đã đãi Jericho và vua nó. Lại hay rằng dân Gabaon đã lập hòa với dân Israel và ở cùng họ, thì người lấy làm sợ hãi lắm. Vì Gabaon là một thành lớn, một đế đô thật, lại lớn hơn thành A-hi, và cả dân sự nó đều là người mạnh dạn. Vậy Adoni-sedek, vua thành Jerusalem, sai người đi nói cùng Hoham, vua Hebron, cùng Phi-ram, vua Giạc-mút, cùng Gia-phia, vua La-ki, cùng Đê-bia, vua Ec-lôn mà rằng: Hãy đi lên đến ta mà tiếp cứu ta và đánh thành Gabaon, vì nó đã lập hòa cùng Giô-suê và dân Israel. Vậy năm vua Amorit, tức là vua Jerusalem, vua Hebron, vua Giạc-mút, vua La-ki và vua Ec-lôn nhóm hiệp, kéo lên cùng hết thảy quân lính mình, đóng trại trước Gabaon và hãm đánh thành. Người Gabaon sai kẻ đến nói cùng Giô-suê tại trại quân Ginh-ganh mà rằng: Xin chớ bỏ tôi tớ ông, hãy mau lên đến cùng chúng tôi giải thoát và tiếp cứu chúng tôi, vì hết thảy vua Amorit trong núi đã hiệp lại nghịch chúng tôi. Vậy Giô-suê ở Ginh-ganh đi lên với hết thảy quân lính và những người mạnh dạn. Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Chớ sợ, vì ta đã phó chúng nó vào tay ngươi, chẳng còn một ai đứng nổi trước mặt ngươi được. Vậy Giô-suê ở Ginh-ganh đi trọn đêm, rồi chợt đến áp chúng nó. Đức Giê-hô-va làm cho chúng nó vỡ chạy trước mặt Israel, khiến cho bị đại bại gần Gabaon. Israel rượt đuổi chúng nó theo đường dốc Bết-horôn và đánh họ cho đến A-sê-ca và Ma-kê-đa. Khi chúng nó chạy trốn trước mặt Israel và xuống dốc Bết-horôn, thì Đức Giê-hô-va khiến đá lớn từ trời rớt xuống cả đường cho đến A-sê-ca, và chúng nó đều bị chết. Số những người bị chết về mưa đá nhiều hơn số những người bị dân Israel giết bằng gươm. Ngày mà Đức Giê-hô-va phó dân Amorit cho dân Israel, thì Giô-suê thưa cùng Đức Giê-hô-va tại trước mặt Israel mà rằng: Hỡi mặt trời, hãy dừng lại trên Gabaon. Hỡi mặt trăng, hãy ngừng lại trên trũng Ayalon. Mặt trời bèn dừng, mặt trăng liền ngừng, cho đến chừng dân sự đã báo thù quân nghịch mình. Điều đó há không có chép trong sách Gia-sa sao? Mặt trời dừng lại giữa trời và không vội lặng ước một ngày trọn. Từ trước và về sau chẳng hề có ngày nào như ngày đó, là ngày Đức Giê-hô-va có nhậm lời của một loài người, vì Đức Giê-hô-va chiến cự cho dân Israel. Rồi Giô-suê và cả Israel trở về trại quân Ginh-ganh. Vả năm vua kia đã chạy trốn và ẩn trong một hang đá tại Ma-kê-đa. Có người thuật cho Giô-suê hay điều đó mà rằng: Người ta có gặp năm vua núp trong một hang đá tại Ma-kê-đa. Giô-suê bèn dạy rằng: Hãy lăn đá lớn lấp miệng hang lại và các người canh giữ. Còn các ngươi chớ dừng lại, phải rượt theo quân nghịch, xông đánh phía sau, đừng để chúng nó vào thành chúng nó, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phó chúng nó vào tay các ngươi. Khi Giô-suê và dân Israel đã đánh chúng nó bị bại rất lớn, cho đến nỗi tuyệt diệt đi, và khi những người trong chúng nó đã được thoát khỏi, rút ở lại trong thành kiên cố, thì cả dân sự trở về với Giô-suê bình yên nơi trại quân tại Ma-kê-đa, chẳng một ai dám khua môi nghịch cùng dân Israel. Bây giờ Giô-suê nói rằng: Hãy mở miệng hang, đem năm vua đó ra rồi dẫn đến cho ta. Họ làm như vậy, đưa năm vua ra khỏi hang đá và dẫn đến cho người, tức là vua Jerusalem, vua Hebron, vua Giạc-mút, vua La-ki và vua Ec-lôn. Khi họ đã dẫn năm vua này đến cùng Giô-suê, thì Giô-suê gọi hết thảy người nam của Israel và nói cùng các binh tướng đã đi với mình mà rằng: Hãy lại gần, đạp chân lên cổ của các vua này.
Họ bèn đến gần, đạp chân trên cổ các vua ấy. Đoạn Giô-suê nói cùng họ rằng: chớ ngại và chớ kinh khủng, khá vững lòng bền chí, vì Đức Giê-hô-va sẽ làm như vậy cho hết thảy thù nghịch các ngươi mà các ngươi sẽ chiến cự. Sau rồi Giô-suê đánh giết các vua ấy, biểu đem treo trên năm cây. Năm vua ấy bị treo trên cây cho đến chiều tối. Khi mặt trời chen lặng, Giô-suê biểu người ta hạ thây xuống khỏi cây. Họ liệng những thây trong hang đá là chỗ các vua ấy đã núp, rồi lấy những đá lớn lấp miệng hang lại, hãy còn cho đến ngày nay. Trong ngày đó, Giô-suê cũng chiếm lấy Ma-kê-đa và dùng lưỡi gươm giết cả thành cùng vua nó. Người tận diệt thành, luôn hết thảy kẻ ở trong, không để thoát một ai. Người đãi vua Ma-kê-đa như đã đãi vua Jericho vậy. Đoạn, Giô-suê cùng cả Israel ở Ma-kê-đa đi qua Líp-na và hãm đánh Líp-na. Đức Giê-hô-va cũng phó Líp-na cùng vua nó vào tay Israel. Họ dùng lưỡi gươm diệt thành, luôn hết thảy kẻ ở trong đó, chẳng để thoát một ai. Người đãi vua thành này y như đã đãi vua Jericho vậy. Kế ấy, Giô-suê cùng cả Israel ở Líp-na đi qua La-ki, đóng trại đối cùng thành và hãm đánh nó. Đức Giê-hô-va phó La-ki vào tay Israel. Ngày thứ hai họ chiếm lấy thành, dùng lưỡi gươm diệt thành với những người ở trong, cũng y như đã làm cho Líp-na vậy. Bây giờ Hô-ram, vua Gê-xê, đi lên tiếp cứu La-ki. Giô-suê đánh bại người và dân sự người, đến nỗi không còn để ai thoát khỏi. Đoạn, Giô-suê cùng Israel ở La-ki đi qua Ec-lôn, đóng trại đối ngang thành và hãm đánh nó. Chính ngày đó họ chiếm lấy thành, dùng lưỡi gươm diệt nó đi. Trong ngày đó, Giô-suê tận diệt thành với hết thảy người ở trong đó, y như người đã làm cho La-ki vậy. Kế đó, Giô-suê cùng cả Israel từ Ec-lôn đi lên Hê-bron và hãm đánh nó. Họ chiếm lấy thành, dùng lưỡi gươm diệt thành, vua, các hương thôn nó và mọi người ở trong đó, không để thoát khỏi một ai, cũng y như người đã làm cho Ec-lôn vậy. Người tận diệt thành và các người ở trong. Đoạn Giô-suê cùng cả Israel đi đến Đê-bia và hãm đánh nó. Người chiếm lấy thành và hương thôn nó cùng bắt vua, dùng lưỡi gươm diệt thành và tận diệt hết thảy những người ở trong, không để thoát khỏi một ai. Người đãi Đê-bia và vua nó y như đã đãi Hê-bron, đãi Líp-na và vua nó. Vậy Giô-suê đánh toàn xứ, nào miền núi, nào miền nam, nào đồng bằng, nào những gò nổng và các vua mấy miền đó. Người không để thoát khỏi một ai hết. Phàm vật có hơi thở thì người diệt hết đi, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đã truyền dặn. Ấy vậy, Giô-suê đánh các vua đó từ Ca-đê-ba-nê-a cho đến Ga-sa và toàn xứ Gô-sen cho đến Ga-ba-ôn. Qua một lượt thì Giô-suê bắt các vua này và chiếm lấy xứ họ, bởi vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel chinh chiến cho Israel. Đoạn Giô-suê và cả Israel trở về trại quân ở Ginh-ganh. Chương 11. Vừa khi Gia-bin vua Hát-so đã hay các sự này, bèn sai sứ giả đến cùng Giô-báp vua Ma-đôn, đến cùng Sim-rôn vua Ạc-sáp, cùng các vua ở miền Bắc hoặc ở trên núi, trong đồng miền Nam Kinneret, xứ thấp, hay là trên các nơi cao Đô-rơ về phía Tây. Lại sai đến cùng dân Ca-na-an ở về phía Đông và về phía Tây, cùng dân Amorit, dân Hê-tít, dân Phê-rê-xít, dân Giê-bu-xít ở trong núi, và đến cùng dân Hê-vít ở nơi chân núi Hẹt-môn trong xứ Mít-ba. Các vua này với hết thảy quân lính mình bèn kéo ra một dân đông vô số như cát nơi bờ biển, có ngựa và xe theo rất nhiều. Hết thảy các vua này đã hẹn nhau đến đóng trại chung gần nước Mê-rôm đặng giao chiến cùng Israel. Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: chớ sợ, vì ngày mai tại giờ này ta sẽ phó hết thảy chúng nó bị chết trước mặt Israel. Ngươi sẽ cắt nhượng ngựa và đốt các xe cộ chúng nó nơi lửa. Vậy Giô-suê và hết thảy chiến sĩ người lập tức đi lên, xông vào chúng nó gần nước Mê-rôm, và Đức Giê-hô-va phó chúng nó vào tay Israel. Giô-suê và hết thảy chiến sĩ đánh đuổi theo chúng nó cho đến Sidon lớn.
cho đến Mitrephoth Maim và đến trũng Mitba về phía đông, chẳng để thoát khỏi một ai hết. Giô-suê làm cho chúng nó y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn người, cắt nhựa ngựa và đốt xe cộ của chúng nó nơi lửa. Trong một lúc đó, khi trở về, Giô-suê lấy hát so và dùng gươm giết vua nó. Hát so xưa vốn là kinh đô của các nước này. Giô-suê và quân lính dùng lưỡi gươm giết hết thảy người ở trong thành, chẳng còn lại vật chi có hơi thở, và người phóng hỏa thành hát so. Giô-suê cũng bắt các vua này dùng lưỡi gươm giết đi và chiếm các thành của họ mà diệt đi, y như Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va đã truyền dặn. Nhưng Israel không đốt một thành nào ở trên gò nổng trừ ra hát so mà Giô-suê đã đốt. Dân Israel đoạt lấy về phần mình hết thảy hóa tài và hết thảy súc vật của các thành này, nhưng dùng lưỡi gươm giết mọi loài người cho đến chừng đã diệt hết, chẳng còn để lại vật nào có hơi thở. Mạng lệnh mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se tôi tớ ngài thì Môi-se đã truyền lại cho Giô-suê, và Giô-suê làm theo phàm điều gì Đức Giê-hô-va phán dặn Môi-se. Giô-suê không bỏ sót gì hết. Vậy Giô-suê chiếm lấy cả xứ này, nào núi, nào cả miền nam, nào toàn xứ Gô-sen, nào đất thấp và đồng bằng, nào núi Israel cùng xứ thấp nó, từ phía núi trụi mọc lên phía Seir cho đến Ba Anh Gác trong trũng Liban tại chân núi Hẹt Môn. Người bắt hết thảy vua các miền đó đánh và giết đi. Giô-suê đánh giặc cùng các vua này lâu ngày. Chẳng có một thành nào lập hòa cùng dân Israel trừ ra dân Hê-vít ở tại Ga-ba-ôn. Dân Israel nhờ giặc giả mà chiếm lấy hết thảy, vì Đức Giê-hô-va để cho lòng các vua ấy cố chấp mà chinh chiến cùng Israel, hầu cho họ bị diệt đi, không được thương xót, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Trong lúc đó, Giô-suê đi trừ diệt dân Anakim, nào ở trong núi, ở Hebron, ở Đê-bia, ở Anáp, hay là ở trên khắp núi Giu-đa và núi Israel. Giô-suê tận diệt chúng nó luôn với các thành của họ. Chẳng còn người Anakim nào trong xứ Israel, chỉ ở tại Gaza, Gác và Ách-đốt thì có. Vậy, Giô-suê chiếm cả xứ, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se, và ban xứ cho Israel làm sản nghiệp, tùy sự chia phân từng chi phái. Bây giờ, xứ được bình tĩnh, không còn giặc giả. Chương 12. Này, các vua của xứ mà Israel đã đánh bại và chiếm lấy xứ của họ ở bên kia sông Giô-đanh về phía mặt trời mọc, từ khe Ạc-nôn đến núi Hẹt-môn, với toàn đồng bằng về phía đông. Si-hôn, vua dân Amorít ở tại Hết-bôn, người quản hạt từ Aroe là thành ở mé khe Ạc-nôn và từ giữa dòng khe, phân nửa xứ Ga-la-át cho đến khe Gia-bốc là giới hạn dân Am-môn, lại quản hạt đồng bằng cho đến biển Kinneret về phía đông, cho đến biển của đồng bằng, tức là biển mặn, ở phía đông về hướng Bết-Giê-si-mốt, cũng quản hạt miền nam dưới chân triền núi Phít-ga. Kế đến địa phận của Óc, vua Ba-sang, là một người còn sót của dân Rê-pha-im ở tại Ách-ta-rốt và Ết-rê-i, người quản hạt núi Hẹt-môn, miền Sanh-ca và cả xứ Ba-sang cho đến giới hạn dân Gê-su-rít và dân Ma-ca-thít, cùng đến lối giữa xứ Ga-la-át là giới hạn của Si-hôn, vua Hết-bôn. Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, và dân Israel đánh bại chúng nó. Rồi Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, ban địa phận chúng nó cho người Ru-bên, người Gác và phân nửa chi phái Ma-na-se làm sản nghiệp. Này là các vua của xứ mà Giô-suê và dân Israel đánh bại ở bên này sông Giô-đanh về phía tây, từ Ba Anh Gác trong trũng Li-ban cho đến núi trụi nổi lên về hướng Se-ir. Tùy sự phân chia từng chi phái, Giô-suê ban cho các chi phái Israel làm sản nghiệp núi, xứ thấp, đồng bằng, gò nổng, đồng vắng và miền nam, tức là cả xứ dân Hê-tít, dân Amorít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít. Vua Giê-ri-cô, vua A-hi vốn ở nơi cạnh Bê-tên,
vua Jerusalem, vua Hebron, vua Jakmut, vua Laki, vua Eglon, vua Gê-xê, vua Đê-bia, vua Gê-đê, vua Họt-ma, vua A-rát, vua Líp-na, vua A-đu-lam, vua Ma-kê-đa, vua Bê-tên, vua Tháp-bu-ách, vua Hê-phê, vua A-phét, vua Sa-rôn, vua Ma-đôn, vua Hát-sò, vua Sim-rôn-mê-rôn, vua Ạc-sáp, vua Tha-a-nát, vua Mê-gi-đô, vua Kê-đê, vua Dốc-nê-am ở tại Cạc-mên, vua Đô-rơ ở trên các nơi cao Đô-rơ, vua Gô-im ở Ginh-ganh và vua Thiệt-sa. Hết thảy là 31 vua. Chương 15. Tôi thấy một điềm khác ở trên trời, vừa lớn vừa lạ. Bảy thiên sứ cầm bảy tai nạn sau cùng, vì bởi các tai nạn này làm hết cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Tôi thấy như biển bằng pha ly lộn với lửa. Những kẻ đã thắng con thú và hình tượng nó cùng số của tên nó đứng bên biển pha ly đó mà nâng đờn cầm của Đức Chúa Trời. Chúng hát bài ca Môi-se là tôi tới Đức Chúa Trời và bài ca chiên con mà rằng: Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay. Hỡi vua của muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lại trước mặt Ngài, vì các sự đoán xét Ngài đã được tỏ ra. Rồi đó tôi nhìn xem, thấy trên trời có nơi thánh của đền tạm chứng cớ mở ra. Bảy vị thiên sứ cầm bảy tai nạn từ đền thờ đi ra, mặc áo gai trong sạch rực rỡ và ngang ngực thắt đai vàng. Một con trong bốn con sinh vật ban cho bảy vị thiên sứ bảy cái bát bằng vàng đựng đầy sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời là đấng hằng sống đời đời. Đền thờ bèn đầy những khói vì cớ sự vinh hiển và oai quyền của Đức Chúa Trời. Chẳng ai được vào đền thờ cho đến chừng nào bảy tai nạn của bảy thiên sứ được làm trọn. Sách Khải Huyền, chương 16. Bây giờ tôi nghe một tiếng lớn từ trong đền thờ ra, phán với bảy vị thiên sứ rằng: Hãy đi, trút bảy bát thạnh nộ của Đức Chúa Trời xuống đất. Vị thiên sứ thứ nhất đi trút bát mình xuống đất, thì trở nên ghẻ chốc dữ và đau cho những người có dấu con thú cùng thờ lại hình tượng nó. Vị thiên sứ thứ hai trút bát mình xuống biển, thì biển biến ra huyết như huyết người chết. Phàm sinh vật ở trong biển đều chết hết. Vị thiên sứ thứ ba trút bát mình xuống các sông cùng các suối nước, thì nước biến ra huyết. Tôi nghe thiên sứ của nước nói rằng: Hỡi đấng hiện có, đã có, tức là đấng thánh, Ngài là công bình, vì Ngài đã phán xét thể này. Bởi vì chúng nó đã làm đổ huyết của các thánh đồ cùng của các đấng tiên tri, và Ngài đã cho chúng nó uống huyết, thật là đáng lắm. Tôi lại nghe bàn thờ nói rằng: Phải, lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Vị thiên sứ thứ tư trút bát mình trên mặt trời, thì mặt trời được quyền lấy lửa làm xém loài người. Loài người bị lửa rất nóng làm xém. Chúng nó nói phạm đến danh Đức Chúa Trời là đấng có quyền trên các tai nạn ấy, và chúng nó cũng không ăn năn để dâng vinh hiển cho Ngài. Vị thiên sứ thứ năm trút bát mình trên ngôi con thú, nước của nó bèn trở nên tối tăm, người ta đều cắn lưỡi vì đau đớn. Chúng nó nói phạm đến Đức Chúa Trời trên trời vì cớ đau đớn và ghẻ chốc mình, và cũng không ăn năn công việc mình. Vị thiên sứ thứ sáu trút bát mình xuống sông cái Euphrates, sông liền cạn khô, đặng sửa soạn cho các vua từ đông phương đến có lối đi được. Tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả có ba tà thần ra giống như ếch nhái. Đó là những thần của ma quỷ làm phép lạ và đi đến các vua trên khắp thế gian để nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. Kìa, ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo sống mình, đặng khỏi đi lõa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình.
Chúng nhóm các vua lại một chỗ, theo tiếng Hebrew gọi là Hamagedon. Vị thiên sứ thứ bảy trút bát mình trong không khí, thì có tiếng lớn trong đền thờ vang ra từ ngôi đến mà phán rằng: xong rồi. Liền có chớp nhoáng, tiếng rầm, sấm vang và động đất dữ dội, động đất lớn lắm, đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa hề có như vậy. Thành phố lớn bị chia ra làm ba phần, còn các thành của các dân ngoại đều đổ xuống. Và Đức Chúa Trời nhớ đến Babylon lớn, đặng cho nó uống chén rượu thạnh nộ Ngài. Mọi đảo đều ẩn trốn, các núi chẳng còn thấy nữa. Những cục mưa đá lớn, nặng bằng một ta lân, ở trên trời rớt xuống trên loài người. Loài người bèn nói phạm đến Đức Chúa Trời bởi cớ tai nạn mưa đá ấy, vì là một tai nạn gớm ghê. Chương 17. Bây giờ trong bảy vị thiên sứ cầm bảy bát ấy, có một vị đến gần mà nói với tôi rằng: lại đây, ta sẽ chỉ cho ngươi sự phán xét về con đại dâm phụ, nó ngồi trên các dòng nước lớn kia. Các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó, và dân sự trong thế gian cũng say sưa vì rượu tà dâm của nó. Tôi được Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đem tôi tới nơi đồng vắng. Thấy một người đàn bà ngồi trên lưng một con thú sắc đỏ sậm, mình mang đầy những tên sự phạm thượng, có 7 đầu và 10 sừng. Người đàn bà ấy mặc màu tía màu điều, trang sức những vàng, bửu thạch và hột châu, tay cầm một cái chén vàng đầy những đồ gớm ghiếc và dâm uế. Trên trán nó có ghi một tên là sự mâu nhiệm Babylon lớn, là mẹ kẻ tà dâm và sự đáng gớm ghê trong thế gian. Tôi thấy người đàn bà đó say huyết các thánh đồ và huyết những kẻ chết vì Đức Chúa Giêsu. Tôi thấy mà lấy làm lạ lắm. Thiên sứ bảo tôi rằng: sao ngươi lấy làm lạ? Ta sẽ cắt nghĩa cho ngươi sự mầu nhiệm của người đàn bà cùng của con thú chở nó, là con thú có 7 đầu và 10 sừng. Con thú ngươi đã thấy trước có mà bây giờ không còn nữa, nó sẽ từ dưới vực lên và đi đến chốn hư mất. Những dân sự trên đất là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống từ khi sáng thế, thấy con thú thì đều lấy làm lạ, vì nó trước có, nay không có nữa, mà sau sẽ hiện đến. Đây là sự nghĩ ngợi có khôn ngoan. 7 cái đầu, tức là 7 hòn núi mà người đàn bà ngồi lên, nó cũng là 7 vị vua nữa. 5 vị trước đã đổ, 1 vị hiện có, còn 1 vị nữa chưa đến. Khi vị ấy sẽ đến cũng chẳng còn được bao lâu. 9 con thú trước đã có, nay không có nữa, là vị vua thứ 8. Nó cũng ở trong số 7, và nó sẽ đi đến chỗ hư mất. Vả, 10 cái sừng mà ngươi đã thấy là 10 vị vua chưa nhận được nước mình, nhưng họ nhận quyền vua với con thú trong 1 giờ. Chúng cũng một lòng một ý trao thế lực quyền phép mình cho con thú. Chúng chiến tranh cùng chiên con, chiên con sẽ được thắng, vì là chúa của các chúa, vua của các vua. Và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn cùng những kẻ trung tín đều ở với chiên con, cũng thắng được chúng nữa. Đoạn, thiên sứ lại nói với tôi rằng: những dòng nước ngươi đã thấy, trên có dâm phụ ngồi, tức là các dân tộc, các chúng, các nước và các tiếng. 10 cái sừng ngươi đã thấy, và chính mình con thú sẽ ghét dâm phụ, sẽ bóc lột cho nó lõa lồ, ăn thịt nó và thiêu nó bằng lửa. Bởi Đức Chúa Trời đã để cho chúng có lòng vâng làm theo ý muốn Ngài, cùng khiến chúng có chung một ý, và ban nước mình cho con thú, đến khi những lời Đức Chúa Trời phán được ứng nghiệm. Người đàn bà ngươi đã thấy, tức là cái thành lớn hành quyền trên các vua ở thế gian. Thi Thiên 54. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy lấy danh Chúa mà cứu tôi, dùng quyền năng Chúa mà xét tôi công bình. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi, lắng tai nghe các lời của miệng tôi. Vì người lạ giấy nghịch cùng tôi, người hung bạo tìm hại mạng sống tôi, chúng nó không để Đức Chúa Trời đứng trước mặt mình. Này, Đức Chúa Trời là sự tiếp trợ tôi, Chúa là đấng nâng đỡ linh hồn tôi.
Ngài sẽ báo ác cho những kẻ thù nghịch tôi. Xin hãy diệt chúng nó đi tùy sự chân thật Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ dâng cho Ngài của lễ tình nguyện, cũng sẽ cảm tạ danh Ngài, vì điều đó là tốt lành. Vì Ngài giải cứu tôi khỏi mọi nỗi gian truân, mắt tôi thấy sự báo trả cho kẻ thù nghịch tôi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.